Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Thợ Săn Kho Báu. Hôm nay shop xin giới thiệu cho mọi người mẫu đồng hồ treo tường đến từ Nhật Bản, phiên bản là Senko rạp xiếc. Vì sao nói là phiên bản rạp xiếc? Bởi vì chắc các bác nhìn cái clip thôi cũng đã biết được em này đang mô phỏng hình ảnh các nghệ sĩ trong rạp xiếc đang biểu diễn nhào lộn trên không trung, rất độc đáo. Thiết kế phần bên dưới đây là hai nghệ sĩ cùng sẽ xoay theo điệu nhạc, và phần bên trên đây hai nghệ sĩ ở bên trên đón đầu dưới hai nghệ sĩ ở phần bên dưới. Và ở bên cạnh bộ phận lắc xoay, bên cạnh đồng hồ thì có bộ phận lắc xoay gồm có ngựa cùng voi đang biểu diễn. Và phần bên trên đây cũng có một nghệ sĩ ở phần bên trên đây, rất độc đáo. Cái này thì không phải lúc nào cũng săn được về, rất lâu phải gọi là hơn một năm rồi em mới săn lại được về. Kích thước của nó khá là to, cao là 55 và ngang là 33. Cái này thì em sẽ nốt lại ở phần ghi chú bài viết, phần bài khi mà em đo lại cái kích thước của nó. Cái này mình phải để thẳng thì bộ phận lắc xoay nó mới lắc mạnh mọi người nhá. Em đang để hơi nghiêng cho nên là nó không lắc mạnh lắm. Mỗi khi tròn giờ thì đồng hồ sẽ đánh theo điệu nhạc, và đồng thời các nghệ sĩ cũng sẽ chuyển động như em đang bật lên cho mọi người nghe đây. Có nút monitor phần bên cạnh đây, thi thoảng mình đi qua mình thấy thích nghe thì mình sẽ ấn để mình nghe nhạc của nó. Đấy, các bác nhìn đây, vô cùng điêu luyện. Thì mắt cảm biến ánh sáng ban đêm tự động ngắt chuông đêm, có không nhầm thì là 6 bản nhạc, có thể thay đổi luân phiên mỗi khi mà tròn giờ. Sản xuất tại Nhật, mẫu đồng hồ này được sản xuất tại Nhật, có volume to nhỏ vặn theo chiều, theo không gian của nhà mình, thích to thích nhỏ thì mình sẽ vặn được ở đó. Thì vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu cho mọi người mẫu đồng hồ Senko rạp xiếc. Các bác mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về mẫu đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Japan Hàng Nhật Âu hoặc là Facebook Thợ Săn Kho Báu. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.